Tài tử Brad Pitt được cho là xác định mối quan hệ nghiêm túc với người tình trẻ Ines Derman và đã giới thiệu cô với gần hết 6 người con của anh. Theo Daily Mail, tài tử 59 tuổi đã trở nên rất thân thiết với Ines Derman sau 3 tháng hẹn hò. Brad Pitt tiết lộ về mối quan hệ tình cảm này với những người con của mình và không bận tâm đến những gì mà Angelina Jolie nghĩ về mình. Brad Pitt và Angelina vẫn đang trong cuộc chiến tranh chấp tài sản lẫn quyền nuôi con sau 7 năm ly hôn. Cặp sao có 6 người con là Maddox 20 tuổi, Bastien 19 tuổi, Zahara 18 tuổi, Silo 16 tuổi và cặp song sinh Knoss Vivienne 14 tuổi. Nam diễn viên Babylon hẹn hò nhà thiết kế trang sức Ines Derman từ tháng 11 năm ngoái. Anh đưa cô đến xem đêm nhạc của Bono ngày 13 tháng 11, giới thiệu cô với nhiều bạn bè nghệ sĩ. Tháng 12, Brad tổ chức sinh nhật với Ines ở Los Angeles. Đến cuối năm, anh cùng người đẹp tới Mexico nghỉ dưỡng đón năm mới. Ines Derman, 30 tuổi, từng kết hôn với nam diễn viên Nhật ký Macaron Paul Wesley năm 2019 và đường ai nấy đi vào mùa hè năm ngoái vì những khác biệt không thể hòa giải. Hôm 17 tháng 2, Paul Wesley chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa. Cuộc chia tay của Ines và Paul diễn ra êm thấm, không có nhiều căng thẳng như Brad Pitt và Angelina Jolie.